mình đang nghe qua con ITT này nha. Đây là hai volume riêng biệt nha. Thằng đứng ra này. Hai volume riêng biệt nha. Kéo cái nào nó nhiều thì cái tín hiệu nó lên cao hơn nha. Giảm xuống này. Ra bên này. Lonet này. Cũng nhiều hơn là Lonet nha. Bát chép nó nhiều hơn. Bát này. Chép này. Mình đang nghe vào cổng này này. Rồi ok nha, con này là mã number 40. Con này của Đức luôn nha nè, con này 1.500.000 nha. Là nghe ok luôn á, điện 220 nè. Nó chơi được hai loa này, nó cổng vô phono rồi các thứ này. Rồi ok nha.